Xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của em nha. Video chia sẻ hôm nay thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách cài đặt cái xem YouTube trên Android Auto cập nhật tháng 8 năm 2023 nha. Thì ở trong tháng 8 này nó sẽ có một số thay đổi. Thứ nhất là cái Firmata Auto mình sẽ cập nhật lên phiên bản mới nhất. Thứ hai nữa là Android Auto mình cũng cập nhật lên phiên bản mới nhất luôn. Và nó sẽ có một số tính năng thay đổi cũng khá là hay ha. Ngoài cái việc mình có thể xem YouTube ở trên Android Auto. Rồi, để cài đặt được thì anh chị và các bạn sẽ thực hiện cái bước sau đây. Bước đầu tiên thì mình sẽ tải một cái file nén về giúp em nha. Ở đây em có một cái file nén có tên là Android Auto 1 tháng 8 2023. Đường link thì em sẽ cung cấp dưới phần mô tả video. Anh chị và các bạn giúp em là tải về, chèn lưu ở trên máy, sau đó mình thực hiện tiếp theo. Vì đây là một cái file nén nên anh chị và các bạn sẽ cần một cái phần mềm để giải nén. Thì để giải nén được á, thì anh chị và các bạn sẽ vào cửa hàng Play Store. Sau đó mình tìm cho em tới cái ứng dụng có tên là ZA Retriever. Mình tải và cài đặt nó về. Sau đó mình mở nó lên. Ok. Rồi cấp cho nó cái quyền nha. Cấp cho nó cái quyền. Rồi thông báo thì cứ tắt đi. Tiếp theo mình sẽ phải giải nén nó ra bằng cách là mình bấm vào đây. Sau đó mình xem chọn cái mục là giải nén vào lưu trữ nè. Ok, khi mà giải nén xong thì nó xuất hiện ra một cái folder tên giống như vậy. Thì mình sẽ truy cập vào đây. Thì ở đây thì nó sẽ có những cái app mà em cung cấp cho anh chị để cài đặt nha. Đó. Tiếp theo thì mình sẽ kiểm tra thử xem chip của mình là đang sử dụng cái cấu trúc xử lý gì. Mình sẽ cài đặt cái ứng dụng IDA 64. Rồi bây giờ mình sẽ cấp cho nó cài đặt cái quyền cài đặt ứng dụng không xác định ha. Rồi mình mở nó lên. Trên đây mình sẽ chọn cái mục là CPU. Đó. Ở đây thì thiết bị của em là đang sử dụng cái nền tảng là ARM64V8A. Cũng có thể cài đặt được những file V7A luôn. Thì nếu mà máy của anh chị và các bạn hỗ trợ V8A thì nên cài V83 ha. Còn nếu mà chỉ hỗ trợ V7A thôi thì mình sẽ cài cái file V7A thôi. Ok, mình xác định được chip xong rồi mình sẽ thoát ra. Thì ở đây mình sẽ thấy là nó sẽ có cái phiên bản Android Auto phiên bản mới nhất ha. Đó, anh chị... máy xử lý đang sử dụng cái cấu trúc gì thì mình sẽ cài. Ở đây là em đang sử dụng V8A nên em sẽ cài V8A nha. Rồi em sẽ bấm lên V8A em cài đặt. Vì ở trong máy đã có Android Auto rồi nên nó chỉ hiện lên chữ cập nhật thôi, chứ không có hiện lên chữ cài đặt ha. Nếu mà máy nội địa Trung Quốc thì anh chị có cài mấy cái file APK này vào cũng không sử dụng được nha. Nên nó sẽ báo lỗi 22. Những cái ROM nào mà nó có tích hợp Android Auto sẵn thì mới sử dụng được thôi. Khi cài đặt xong rồi thì mình muốn đưa cái Android Auto ra thì mình có thể cài đặt cái ứng dụng này. Đưa ra ngoài màn hình chính để mình thao tác cho nó nhanh á. Rồi, mở nó lên. Đây là giao diện của Android Auto. Thì bây giờ mình sẽ vuốt xuống dưới. Mình sẽ bấm OK. Để nó bật chế độ tùy chọn nhà phát triển lên. Sau đó mình bấm dấu 3 chấm ở đây. Cài đặt. Trong đây thì mình chỉ bật cái chế độ nhà phát triển thôi. Đó. Xong mình quay lại. Rồi ở đây mình sẽ tắt hết những cái nào mà không cần thiết đi ha. Quick apply thì mình để lại nha. Đó. Rồi ok. Ở đây thì nó sẽ có những cái cập nhật cũng rất là hay nè anh chị. Ở đây nó sẽ có cái mục là thay đổi bố cục nè. Đó, anh chị muốn bản chỉ đường gần tài xế hay là bản đa phương tiện, bản chỉ đường là bản đồ á. Còn bản đa phương tiện là bản mấy cái trình nghe nhạc đồ á. Thì anh chị muốn để cái nào gần mình thì mình chọn như vậy ha. Đó, đây là phiên bản Android Auto mới thì nó sẽ cho mình một số cái tinh chỉnh đó nha. Ở trên đây cũng có nhiều cái tinh chỉnh nè. Anh chị và các bạn có thể tham khảo nha. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ cài đặt cái ứng dụng Skin Installer để cài đặt những cái app khác nha. App khác là Android Auto, mình sẽ mở nó lên. Rồi ok.
Khi mình cài xong cái ứng dụng Kin Installer này rồi thì mình sẽ chọn lên cái mục Select File. Và sau đó mình sẽ tìm tới cái file mà mình đã giải nén ra, bấm vào đây. Đó thì nó sẽ có đầy đủ ở trên đây nha. Thì mình sẽ cài đặt đầu tiên thì mình nếu mà anh chị muốn thì mình cài đặt cái Car2B. Cái này thì cấp cho nó cái quyền cài đặt ứng dụng khác ha. Này là em đang cài đặt ở trên con điện thoại Samsung. Nếu mà anh chị và các bạn đang sử dụng điện thoại Oppo á, Oppo Realme OnePlus thì nhớ trước khi cài đặt thì mình phải tích vô đây nha. Rồi sau đó nó hiện lên cái trình cài đặt thì chọn cái trình cài đặt của Google nha. Đó, thì em sẽ tìm một con điện thoại Oppo Realme hay là OnePlus đem làm cho anh chị các bạn ha. Còn đây em làm trên Samsung. Ok, cài đặt cái Car2B rồi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra lại thử xem nó có hay chưa. Ok, nó có rồi ha. Rồi, bây giờ mình sẽ cài đặt những cái ứng dụng khác giống như là Fermata. Fermata thì mình sẽ cài đặt phiên bản mới nhất luôn ha. Fermata Auto nè. Rồi Fermata Control phiên bản mới nhất là phiên bản 1.9.3 nha. Rồi. Nếu anh chị và các bạn muốn sử dụng cái Serena Auto này thì cũng có thể cài đặt luôn. Nó sẽ lên luôn nhưng mà nó sẽ hiển thị này, bấm tiếp tục cài đặt. Nó sẽ hiển thị cái Google Play Protect á, mình tắt nó là xong thôi. Cái đó thì không phải vấn đề gì hết ha. Tiếp theo mình sẽ cài đặt cái YouTube, mình nên cài cái YouTube Auto Relax này thôi, không cần phải cài đặt cái Control ha. Tại vì nếu mà trên phiên bản 12, 13 trở lên á thì cái đó nó không còn tác dụng nữa, thì mình chỉ cần cài đặt một cái thôi. Ok, bây giờ mình sẽ mở nhầm. Mình sẽ kiểm tra lại thử xem nó đã lên hết hay chưa. Đó, nó lên hết nha. Đây là Car2B Fermata Auto, Fermata Control, Vietmap Lite, những cái gì mình cài đặt á, kể cả Screen Auto nó đã lên rồi. Bây giờ mình sẽ cắm cáp vào để mình test thử ha. Ok, tiếp theo. Đó, bây giờ nó sẽ hiện lên trên cái màn hình xe. Rồi. Đầy đủ nha. Đó. Rồi bây giờ mình có thể xem YouTube được rồi. Cái này thì nó xem trên xe luôn nè. Mà cái ứng dụng này khi xe dừng mới xem được thôi. Xe chạy thì không có xem được. Rồi ok, bây giờ mình sẽ test tới Fermata Auto nha. Đó, này xem YouTube mình sẽ bấm qua đây. Rồi. Đó. YouTube cũng được nha. Ứng dụng YouTube Auto. Cấu hình điện thoại cao một xíu thì dòng sử dụng rất là mượt. Công thức DH True Formula. Rồi mình để tắt quảng cáo nha. DHK Hackable. Vẫn chạy nền nha. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái Vietmap Lite. Tìm kiếm. Ví dụ lộ trình. Cái này nó cần lock ha. Ok. Nó sẽ qua bên đó luôn. Còn đây mình mở YouTube lên.
Hoặc là mình xem đây. Đó, nó sẽ chạy nền như vậy luôn nha. Bây giờ em giới thiệu cho anh chị cái tính năng mới ở trên cái Android Auto mới này ha. À, thường lúc trước á, là anh chị nếu mà sử dụng cái Google Maps trên Android Auto á, thì mình sẽ không có mở được cái Google Maps ở trên cái điện thoại nha. Còn khi mà nếu mà đã nâng cấp lên phiên bản Android Auto mới nhất này rồi thì Google cho phép mình sử dụng song song luôn ở trên Android Auto và cái trên điện thoại luôn. Ở đây thì mình sẽ mở cái Google Maps trên điện thoại lên, thì ở trên Android Auto thì nó vẫn chạy nha, rất là tiện cho anh chị nào mà muốn giống như là mình muốn tìm cái vị trí ở trên cái điện thoại để cho nó nhanh á, sau đó mình đưa nó lên cái Android Auto thì nó rất là ok cái này ha. Lúc trước thì mình không có dùng được tính năng này đâu, tại cái bản cập nhật mới thì nó mới có hỗ trợ nha. Đó, bây giờ mình bấm đường đi, bắt đầu. Ok, nó thì tự động ở trên cái Android Auto này nó sẽ dẫn đường cho mình luôn, và ở trên điện thoại nó sẽ hiện lên như vậy. Đó, rất là đơn giản, rất là hay ha. Tại vì cái lúc trước mà nó không có cái tính năng này đâu, mới cập nhật mới có thôi. Anh chị nào mà thao tác khó khăn như trên màn hình nó không cảm ứng được á, thì tính năng này nó rất là hữu dụng nha. Đó. À, rồi, vậy thì em đã hướng dẫn cho anh chị cách cài đặt xem YouTube ở trên Android Auto cái cập nhật mới nhất tháng 8 năm 2023, cũng như là giới thiệu một số tính năng và cái app Việt Map Live trên Android Auto nha. Thì nếu anh chị nào mà thấy có thắc mắc gì đó thì cứ để lại bình luận, em sẽ cố gắng trả lời anh chị và các bạn sớm nhất. Nếu anh chị và các bạn thấy video này hữu ích, hãy like, subscribe, share, ủng hộ kênh YouTube giúp em nha. Em có bán cây Việt Map Live cũng như là Navitel trên iOS, nên anh chị có mua thì có thể mua ủng hộ em. Rồi, cảm ơn, hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nha.